các bạn, trong video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn cách làm trắng da và trị nám tàn nhang bằng 3 nguyên liệu sau đây ạ. Bây giờ mình mời các bạn cùng làm với mình. Hôm nay mình sẽ làm cái loại để chúng ta làm trắng da với bột sắn dây các bạn nhé. Hay là các bạn đắp mặt nạ bằng bột sắn dây. Các bạn chuẩn bị cho mình bột sắn dây nhé. Nhớ là bột sắn dây khi chúng ta mua ấy, thì các bạn nên chọn mua của kia người quen hay là những người làm cửa hàng bán uy tín chất lượng để chúng ta không bị pha tạp những cái chất khác vào, và nó là bột sắn dây nguyên chất các bạn ạ, thì sẽ tốt hơn là các bạn dùng cái bột sắn này. Các bạn cho mình vào đây 4 thìa bột sắn này. Cái bột sắn này thì nó họ không tán nhuyễn ấy, để viên viên như thế này. Thìa bột sắn này. Và nguyên liệu thứ hai nữa là bột nghệ các bạn nhé. Bột nghệ tinh các bạn có thể tự làm hoặc mình có thể mua nhé. 1/2 thìa bột nghệ, 4 thìa bột sắn. Và cái thứ ba nữa là mật ong. Các bạn sẽ cho mình vào đây 2 thìa mật ong. Ba cái hỗn hợp này các bạn sẽ đánh tan cho mình nhá, để mình làm được cái để một tẹo á, để cho cái phần bột sắn này, vì bột sắn của mình là bột sắn nó còn cục này, thì để cho nó ngấm mật ong vào nó sẽ tan ra nhé, thì sẽ ấy hơn, hoặc các bạn có thể nghiền nát trước. Để khoảng 5 phút các bạn nhé. Nếu mà các bạn làm ấy, thì nên làm trước cái phần bột sắn này nhé. Các bạn sẽ làm thành bột đi, còn đừng để như của mình thế này thì khi mình dầm lại nó mất công thôi. Còn nếu mà làm thành bột thì nó sẽ không thể mất công để mình dầm như thế này nhé. Cho nó tan ra. Cái hai thìa mật ong không đủ ấy thì mình cho thêm một thìa nữa vào các bạn nhé, để cho nó tan cái phần nào bột sắn ra, và nó sẽ là một chất nó sền sệt, thì khi chúng ta đắp mặt nạ ấy, nó sẽ dễ nhé. Bột sắn nó gần tan hết rồi đấy ạ.
khi mình làm thành một cái hộp như này rồi các bạn nhé, các bạn sẽ cất vào một cái hũ cho mình và chúng ta có thể để hàng ngày mình dùng nhé. Những cái nọ mà khi mà chúng ta dùng mỹ phẩm ấy xong chúng ta để lại à, mình dùng hết mình lại làm các bạn nhé, với cách đơn giản như thế này. Bột sắn ấy khi nó đặc nó sẽ chảy ra như vậy đấy ạ. Đấy, với cái hũ kem như thế này nhé thì chúng ta đại lại là mình có thể dùng được. Đây các bạn, khi mà các bạn làm thì trước khi các bạn sẽ làm sạch cái phần da tay da mặt của chúng ta nhé, để cho nó thông thoáng bằng nước ấm đi ạ, rửa sạch đi ạ. Sau đó thì mình có thể massage nhẹ nhàng trên các cái vùng da này để cho nó có độ đàn hồi nhé. Và bây giờ mình sẽ tiến hành nhé, mình đắp cái phần mặt nạ này. Thì các bạn lấy cái phần bột này, các bạn sẽ vào đây. Các bạn bôi lên cái phần da mà chúng ta cần làm trắng và làm nám tàn nhang của nó sẽ hết đi nhé. Các bạn sẽ để như khi chúng ta bôi xong lên ấy, và các bạn sẽ để khoảng 20 phút. Sau đó thì mình sẽ đi mình rửa lại đi nhé, cho nó sạch bằng nước ấm để cho nó sạch ạ. Sau đó thì các bạn có thể dùng bằng nước mát để làm xe khít cái lỗ chân lông của này đi nhé. Tuần các bạn có thể làm 2 đến 3 lần, trị nám tàn nhang của chúng ta sẽ nhanh khỏi ạ. Sau 2 tuần các bạn sử dụng, các bạn sẽ thấy hiệu quả của nó thật là rõ luôn. Các bạn để cho mình 20 phút. Sau khi để 20 phút các bạn sẽ đi rửa sạch cho mình nhé. Và như vậy là mình đã chia sẻ các bạn cách trị nám tàn nhang bằng 3 nguyên liệu rất là quen thuộc với chúng ta nhé. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.